Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Việt Nam đánh rất đẹp COVID-19. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, thành công trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 đến thời điểm hiện tại của Việt Nam có thể xem là một kỳ tích. Bên hành lang Quốc hội, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí đã thể hiện sự tự hào về nền y học nước nhà trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tôi là người trong y khoa, nên tôi dùng một từ là mình, đánh rất đẹp, rất tự tin, linh hoạt, nắm chắc vấn đề, đại biểu Chí nói về công tác phòng chống COVID-19 của nước nhà. Theo lý giải của ông Chí, Việt Nam có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch COVID-19, nhưng cho đến bây giờ số ca nhiễm bệnh tại Việt Nam rất ít. Ông Chí nhấn mạnh đây là kỳ tích thứ nhất. Còn kỳ tích thứ hai trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam, theo ông Chí là chúng ta trần đoán cực giỏi, theo đại biểu Đoàn Hà Nội, chúng ta có những chiến lược làm xét nghiệm để sàng lọc trong cộng đồng, qua đó kịp thời cách ly các ca bệnh. Cũng theo ông Chí, phác đồ điều trị COVID-19 của Việt Nam rất linh hoạt, mềm dẻo. Trên thực tế, nhiều nước đã sử dụng phác đồ này. Trước dịch bệnh 2-3 tháng, nếu nói rằng làm xét nghiệm bằng PCR mà sử dụng bộ kit của Việt Nam, sản xuất là điều không bao giờ tưởng tượng ra. Qua đại dịch COVID-19 có thể khẳng định được nền y tế của Việt Nam rất tốt, tốt kể cả về chuyên môn, tổ chức tốt kể cả về tình người điều này cho phép chúng ta có niềm tin về nội lực ông trí khẳng định với covid 19 việt nam có một cuộc di dân lớn chưa từng có giữa lúc dịch covid 19 đang bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới việt nam là một trong những nước làm tốt việc phòng chống và điều trị dịch bệnh covid 19 dẫn đến nước ta giống như một vùng trũng an toàn ông trí nói thêm về công tác phòng chống dịch tại việt nam và chính vì điều này đã xuất hiện một hiện tượng là rất nhiều người việt nam đang sinh sống làm việc học tập đang khám chữa bệnh ở nước ngoài quay ngược trở về nước đây có thể nói đây là một đợt di dân rất lớn, theo tôi là lớn chưa từng có ở Việt Nam. Nó xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, ông chi nhấn mạnh. Ông Chí cũng ví những thành viên sang đón công dân Việt Nam tại các nước trở về như phi hành đoàn, y bác sĩ, giống như những chiến sĩ đang ra mặt trận bất chấp hiểm nguy. Nếu không đưa các công dân về thì rất có thể họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu đưa về thì tốn kém và nguy cơ nhiễm bệnh cho những người được cử đi cao, ông Chí cho biết đại biểu đoàn Hà Nội cũng cho rằng, chính sách của đảng và nhà nước nhất quán là phải đảm bảo an toàn cho nhân dân, đồng bào và thể hiện tính nhân văn. Cá nhân tôi cảm nhận được tính nhân văn và đánh giá rất cao chính sách của Việt Nam. Trong thời gian qua, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí chia sẻ. Cuối cùng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cũng làm phép so sánh, nhiều nước trên thế giới có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật, cuộc sống tốt hơn Việt Nam, rất nhiều nhưng chưa chắc đã hỗ trợ và dành sự quan tâm cho đồng bào tốt như chúng ta.